Cứ mỗi độ xuân về cũng là lúc mà thanh niên cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng nhận được lệnh gọi sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Năm nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nên hầu hết các quận huyện không tổ chức hoạt động gặp mặt tập trung mà giao về các phường tổ chức trước Tết. Chương trình gặp mặt diễn ra ngắn gọn nhưng đầy đủ và ý nghĩa. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, quận Sơn Trà đã tổ chức gặp mặt thăm hỏi và tặng quà 37 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Còn trước đó vào ngày 10 tháng 2, quận Liên Chiểu cũng tổ chức gặp mặt thân mật thanh niên nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ năm 2022 trong không khí trang trọng và ấm cúng. Đây là hai địa phương tổ chức gặp mặt thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ ngay sau Tết Nguyên Đán. Để đảm bảo an toàn, xét nghiệm nhanh Covid được địa phương thực hiện nghiêm túc và cẩn trọng. Theo ghi nhận của chúng tôi, tinh thần thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất tốt. Nhiều bạn trẻ còn tìm hiểu kỹ về học viện, nhà trường quân đội với mong muốn trở thành sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Em cũng là một người rất là đam mê quân đội. Năm vừa rồi em thi không đậu trường sĩ quan mà em mong muốn, nên năm nay em nhập ngũ để vừa cống hiến vừa ôn thi lại và đậu trường sĩ quan mà em mong muốn và trở thành quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Suy nghĩ của em là khi đi bộ đội thì sẽ học được nhiều thứ. Kiểu như là em là một người trầm tính cho nên là ít khả năng giao tiếp, cho nên là muốn vào môi trường này để học hỏi nhiều và cứ trau dồi thêm kỹ năng xã hội để sau này bước ra xã hội để có thể là trưởng thành hơn. Đặc biệt năm nay, tại quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn có các trường hợp hai anh em trai trong một gia đình cùng tình nguyện nhập ngũ, và chất lượng thanh niên lên đường tại các quận huyện trong đợt này có trình độ cao đẳng đại học chiếm tỷ lệ tương đối cao, cho thấy công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và ý thức thanh niên được nâng lên rõ rệt. Chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch thì Ủy ban nhân quận cũng đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng các cơ quan đơn vị cũng chuẩn bị các phương án trong cái việc kiểm tra theo dõi, đó là chuẩn bị các phương án chúng ta cũng phải test nhanh, rồi chuẩn bị phương án để đến khi mà lấy mẫu xét nghiệm cho quân nhân trước lúc nhập ngũ vào ngày 16 thì phải có một bố trí khu vực để có thể là tạm thời cách ly những thanh niên này. Qua nắm bắt tình hình thì thấy tinh thần của thanh niên cũng như gia đình rất hào hởi, phấn khởi chờ đến ngày tòng quân. Năm nay, theo chỉ tiêu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức giao 1.000 quân cho 6 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 5 đơn vị thuộc quân khu 5. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ giao nhận quân dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 2, và đây cũng là ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng.